Nhắc chú chim 82 lần thứ hai. Tốt chú chim 82. Nhắc nhở 3 lần đồng điệu tốt chú chim này. Và chốt thời gian. Và trọng tài sẽ ghi nhận số 5 là 78 vào bên trong. Lần khuyến khích cuối cùng xin tín hiệu từ đồng bài. Và lần khuyến khích cuối cùng bắt đầu. Nhất chương trình 87 lần thứ nhất, chương trình này hay tạm bắt đầu ra ngoài. Nhắc 27 lần thứ nhất, chú chim này cũng tạt mặt đấu ra ngoài. Bảy mươi hai đủ mình. 78 quẹt cầu. 87 lần thứ hai. Chú chim này tạt mặt đấu ra ngoài, đấu chậm nhịp hơn những chú chim còn lại. Nhắc 27 lần thứ hai. 66 có nhịp rủ mình. Nhắc nhở cho chim 87 lần thứ ba. Đồng nghĩa chốt cho chim này. Nhắc 27 lần thứ ba. Đồng nghĩa chốt cho chim này. Xin chúc mừng 4 chú chim còn lại vào lượt tốt chung kết ngày hôm nay. Trọng tài sẽ ghi rồi số có danh từ nhỏ tới lớn. 42, 66, 72, 78. Và đã đứng theo số có danh. Mời trọng tài lưu lại số có danh. Số có danh từ nhỏ tới lớn thì trên sao đã theo đã đúng theo số thứ tự, đã theo đúng thứ tự từ nhỏ tới lớn. 426 6 7 2 7 8. Xin mời bốn đồng tài vào vị trí. Thank you.
Right.